Thưa quý vị, trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua rất nhiều vị trí, trong đó tham gia 5 khóa Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quá trình này đã chứng tỏ được uy tín, năng lực và sự đóng góp không mệt mỏi cho đảng, cho dân của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người mà những người dân Bến Tre và miền Tây vẫn thường gọi với cái tên thân thuộc là chú Hai Nghĩa. Vâng, thật đau buồn khi nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã rời cõi tạm về với thế giới ngụy hiền. Song hình ảnh của một người con cách mạng mẫu mực, đáng kính, giàu lòng nhân ái và rất độ giản dị, gần gũi sẽ luôn in đậm trong lòng của những người ở lại. Nhiều năm biết và nhiều lần làm việc với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, trân trọng và quý mến là những gì mà ông Phạm Thế Duyệt nói về đồng chí Hai Nghĩa của mình. Thì anh Trương Vĩnh Trọng là cái người hăng hái, nhưng mà nhiều cái vấn đề anh cũng rất là thẳng thắn, chân chất, nó có điều gì là nói rất đúng, rất chính xác. Thế thì cái đó là cái điều mà tôi hôm nay anh ấy ra đi rồi thì nhớ và rất là quý trọng cái tình cảm đó. Đặc biệt ai cũng ấn tượng bởi hành trang vị Phó Thủ tướng mang theo cuộc đời mình, chính là sự thanh liêm, chính trực, là nghĩa khí của một anh hai Nam Bộ dân dã thương dân. Tuy ở chức vụ cao đến khi là Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng không bao giờ tỏ ra mình là trịch thượng, là cấp trên. Mà giống như rất nhiều đồng chí lãnh đạo khác người miền Nam, là sống hết sức chan hòa với đồng hồ, và thường là tức là khó khăn thì nhận được mình, mà thoát lợi thì để cho đồng chí. Giữ nhiều trọng trách cao như người đời thường nói, quyền cao chức trọng, thế nhưng ngay sau khi nghỉ theo chế độ, ông đã trở về đúng nghĩa là chú Hai Nghĩa, rất đổi bình dị, tự làm vườn, tự trồng rau thả cá và gần gũi quan tâm tới bà con xung quanh. Tôi cũng có những lúc rồi tôi cũng nói bác là tiêu chuẩn của bác tại sao bác không nhận, nhưng bác cũng không nhận. Rồi thôi thì bác cũng sống thôi, vì đảng, vì nhân nước, vì nhân dân. Bác bảo bác cũng có nhà rồi, ở quê rồi, về bắt đầu bác mới xây nhà. Và bác cũng đi cầm từng viên gạch để lát cái đường đi đấy, hoàn toàn không phải gạch mới đâu, toàn gạch cũ. Với tình yêu thương, kính trọng vô bờ bến của những người ở lại, chắc chắn rằng chú Hai Nghĩa sẽ được thanh thản, an nhiên và phiêu lưu nơi miền cực lạc, bởi chú đã sống cả một đời đạo đức, không thẹn với lòng. Xin được dâng nén tâm nhang, kính cẩn, vĩnh biệt chú.